thấy nó chưa? Quay luồng tua luôn đi. Luồng tua là cái gì? Bấm cho nó quay hoài luôn. Ui. Anh nhìn đây nè, ngay đập ngay bụi trước cái bụi này xíu. À đứng bên kia mới thấy à. Ồ đó đó, thấy rồi, thấy rồi. Cho mày luồng tua luôn nè. Em thấy rồi. Em thấy rồi đó. Anh thấy chưa không biết. Ê, lật, lật ấy, lật ấy. Ngon, ngon, ngon. Anh đưa em chim em cầm cho hay sao? Đội chim luôn ha, cho nó chụp ha. Ok. Gục vào nhau các bạn. Một con co. Nó vừa ABS. Heavy size. Tuyệt vời. Tép nó vừa gì là em ơi. Gỡ đồ ra hết hả? Cầm giùm em đi. Trường hợp này mình nên nói gì anh Đăng? Treo 99%. Coi nó bay nữa anh Đăng. Em thấy nó còn ngáo ngáo kìa. Có nên bắn nó cái nữa không? Lẹ đi cho chim chụp. Lúng dữ lắm á. Nè các bạn, gỡ con cò nha. Quá êm luôn. Nó nhựa này bắn ổn định lắm. Cầm cực kỳ êm luôn. Một tay cầm chim nữa chứ. Có đồ gì trong trong vỏ ướt không? Ơi, để ra kiếm cống nước ngoài đây cho anh rửa. Rồi mụn cò nha các bạn. Ghê thiệt. Không, nó ra đó hết hết cái chỗ ấy rồi, lúng rồi. Rồi, yêu. Nó đẹp. Cò nha các bạn. Bắn ngang cổ gặp chấp bằng lờ luôn. Chỗ nó ăn không hay là đi rửa? Hả? Ngồi nghỉ xíu đi. Êm quá mọi người ơi. Con này con bự chứ đâu phải con nhỏ. Con bự nhưng mà con bự. Nè các bạn. Nè, cổ rồi. Con chim nó ăn cái đầu đi. Lì xì cho nó cái đầu. Quá êm. Ăn trúng đầu luôn hả? Cổ. Cổ hả? Để cổ hả? Tuyệt vời. Hồi đóng mài đó. Ê, coi có đồ gì trong 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 đó quan trọng không? Không. Nán không à. Nán như thùng cúc mẹ mẹ mà. Chim cúc hả? Chụp hình gì nè ba. Đó. Nó được ổ trứng. Ổ trứng. Cho nó ăn xíu đi tiếp. Nó hiện nha. Gì lắm á. Ăn đi khứa. Ngại ống kính nè. Với tép cái cây liền. Thấy ghê không các bạn? Gãy luôn. Bắn 1 mét gãy. Ghê chưa? Đi tiếp anh Đăng ơi. Đi chưa? Đi. Ấy, con nữa kìa. Rồi, lật. Đó, còn lép á.
nằm đẹp chí rồi. Nó vừa nha các bạn. Mày giỡn mặt với nó thủ hả? Đi qua được anh Đằng ơi. Đi 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 đi. Lên xe em chở qua. Nằm kia rồi các bạn. Chim ơi có mồi, chim ơi. Nhức đâu rồi trời. Hả? Đây rồi, đây rồi. Trên đây nè. Nằm chết queo rồi các bạn. Chết queo rồi. Bày đặt đi ăn nè. Núp núp đồ. Đây nè, chỗ này không lúc. Còn đi ăn chưa? Rồi lúng luôn. Bình tĩnh ba. Dạ. Cái nữa đi. Đây. Ok chưa? Đây, đưa nắm tay. Nắm tay em thật chặt. Tới ông nội. Xíu nữa. Ý. Con này cổ đổi màu à, tới mùa nó gạ nhau. Con này con trống. Gãy cổ nữa nha các bạn. Con trống nó mới đổi màu cổ chứ. Lông đỏ đỏ đẹp ghê. Quá êm. Dép chưa. Các bạn. Nó nhựa cổ lép. Anh Đăng dỡ hại luôn rồi. Kiếm chỗ rửa anh Đăng ơi. Nó chui từ cái chỗ kia nè, nó đi vòng xong nó lặn xuống rồi lên đây luôn. Nó lên tới đây nè. Ê, đỉnh cao rồi trời. Nó phải vô trong đó, nó phải lặn nó mới ra được đây á. Cua đâu. Cua mày rồi. Còn lại rồi luôn. Đấy, vô cái lọt chiều ta. Hay chết 4 năm giờ. Không, chết chắc nông chết. À, nước cao là chết á. Nước cao ngập qua là chết á. Đó vô nữa. Vô hoài luôn á trời. Không, nước cao dâng lên. Dịch nó vô đây nè. Thì nó dâng lên không biết nó có đầy không. Nếu mà đầy là chết. Còn không đầy rồi là xong. Để xin được không. Có tay. Bắn đường cò lép nha các bạn. Bắn từ cái bụi chim bên kia qua tới đây luôn. Đâu anh Đặng. Cứa chim chụp bồi nữa chứ. Rồi tuyệt vời luôn. Lấy được không em kéo lên. Hả? Qua đây kéo lên. Tuyệt vời. Vẫn là nó nhựa nha các bạn. Nãy đi test nó nhựa. Lên em kéo lên. Ingu. Bắn trúng đích đúng không? Gãy chân luôn kìa. Trúng đích lọi giò. Bảo sao không chết. Vì em kêu cò lửa. Cò lép ông kêu cò lửa không nổi. Thôi đi. Lên nào. Hi, tuyệt vời. Rồi con mấy đó. Bỡn kìa. Bỡn cây á. Quỷ nhây á. Con khuyến trên cây nữa bạn. Con Đằng lùm con đó mình vô bắn khuyến nè. Thấy không? Bạn thấy không? Khuyến trên cây á. Khuyến trên cây á.
nó bay qua đây các bạn. Phun già đó, thấy chưa, thấy chưa? Thấy phun già chưa? Bắn cái mẹ đi. Rồi chết, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi lụm á. Rớt rồi đó. Trong lùm bùn bát á. Rớt rồi anh Đặng. Lụm đi. Bắn gì anh? Bắn chim anh. Gương phương nha các bạn. Thấy chưa, ngay cây bình bát á hả, chết chưa, thấy mày lụm được chưa á chứ. Lụm được chưa, im nè các bạn. Phước bự chở uống nu luôn. Em bắn nó trên cây kia bị hụt, qua đây anh làm cái bóp. Nè các bạn. Phướng. Phướng nha các bạn. Im. Phướng này không có nhà này. Mày đạt giải hoa hậu thân thiện nè. Một em cuối ấy. Đó, rớt. Im. Ấy nó còn chạy anh Đăng. Em náo 100k. Đâu đâu coi, nãy đi, nãy đi. Ok ok. Đấy, vậy đâu, cây này cầm êm lắm anh Cường. Ừ, ná này ghê. Con Cường không biết. Con Cường, con Cường, con Cường. Ná 100k. Trời. Nhìn lên là ghim rồi đó. Ê đảo rồi, đảo rồi. Ê rớt con nhà ta rồi. Nó lụm. Đảo rồi đó, thấy đảo rớt không? Rớt rồi, rớt rồi. Nhà luôn. Thấy con cò này. Để vô coi coi lụm được không? Chỗ đó có đường vô không ta? Kia rớt vô đây, em thấy mà. Kìa kìa kìa, trong nhà đó. Nằm ngay đó đó, ngay dưới bạt xanh đó. Vô xin đi. Thấy không? Vô trên người ta đi. Thấy chưa? Phải không? Rồi lụm được rồi nhớ bạn. Em thấy nó bay vô tuốt đây nó chết mà. Lượm được nha các bạn. Con cườm trúng đâu à? Bay xa ghê mới rớt hả? Bắn bằng ná gì vậy? Hả? Ý, con cáo liền ná 100k nha các bạn. 100k nha các bạn. Mua liên hệ mình nha. Mới dọc cái này về bắn cũng ổn lắm các bạn. Đi anh Đạt. Hạ một con cua cườm liền. Đâu rồi? Rồi cất nữa. Rồi cất đi nhiều cho, lắm. Cho khán giả coi rồi, trúng đâu. Biết trúng đâu luôn. Chết nhắc rồi. Hên em nhìn theo chứ không là mất con này rồi. Ừ, anh thấy nó đỡ vô. Nó hên. Em thấy nó vô tới đây cái nó hết xăng. Nó quéo quéo nó xuống ụp. Thấy chưa các bạn? Trời, tính được không? Ná 100k. Phái đồ quỷ ná mắc mắc bắn cũng vậy. Đâu, chết rồi, lắc, lắc cái đầu. Ok. Rồi, chỉ đường vô coi. À, có cái đường đi bộ luôn kìa. Ngon. Có chừng lún sâu cảm giác mà không được thì thôi nha. Lún ngọc thụt háng luôn. Thụt lưỡi luôn đấy. Qua được không? Ý, em có đường luôn. Chơi qua được không? Ý. Còn thôi mà, còn nó cắm đầu đất. Trúng cổ. Gương còn về đây nè các bạn.
đang tìm đường ra lùm mà không lùm được. Luôn sình sâu quá. Lùm ra coi nè các bạn. Tuyệt vời. Anh Đằng lại chơi 18 cộng nữa hả? Nó nhây hả? Nó lụt, nó lúng trong đây mà ngoài đó. Chú này đi qua bên đây đâu lúng đâu. Cát không quá. Rồi gửi chân cái bằng quần cho coi. Chúng cần cỏ nữa. Con này cũng chúng cần cỏ luôn. Ê con gỗ kiến à? Ê gỗ kiến. Lượm ấy. Còn con bắn không? Để bắn luôn cho lượm. Chứ có con rồi đó. Lượm giùm em đi. Còn con á. Thấy kinh điển không? Quá xa không? Quá xa luôn. Ừ, con này. Ồ, ngay giữa trọng tâm. Đi vào trọng tâm vấn đề luôn. Ê mẹ. Phát hiện một chú cò. Nó đâu rồi? Em quên chỗ nó đứng này. Đứng chỗ này khó thấy. Ôi, xíu nữa buông đàn được rồi. Cá bị mắc cạn. Bay luôn. Cần không? Cần cái bên thôi. Đâu? Bay vô đâu, cái quầy chuối đó. Chuối gì sao bắn? Không, cái cây này, cái cây đó. Bên kia à? Ừ, cái cây này nè. Bay cây chuối. Nhí ơi. Đây, 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 đây. Ủa, con nhí 2 mét nè các bạn. Trời ơi, tin được không? Mày đứng yên đi. Nhí 2 mét. Ê, bay lông. Ủa, nó đâu rồi? Mày nó đâu? Ê, đây, đây, còn con. Con ghê nữa. Con này nhiêu? 5 mét. 7, cũng tra 7 mét với 5 mét. Con ghê, ấy con bay lâu, ấy con này lụm được. Mày con chó này. Hai mày nhây quá à. Rồi. Hai con xuống đi. Giờ ra quay xe nè. Nhây quá. Hai con té lông hết hai con luôn. Anh đang bắn đi. Ok. Đấy, dăm ba con cu nhí này. Trời ơi, chết luôn. Không sao, mình làm lại. Không chết. Hai con vàng đi. Đằng có gì á, cho miếng ơi. Cho miếng đi. Trái hả? Ôi, gớm à. Đây anh em. Nãy là Đằng vừa đi anh vừa tia tia đồ ăn. Anh em nghỉ trưa nghỉ nắng á. Đêm. Anh em hy sinh bắn chim nó tay đỏ hết. Các bạn thấy không? Tham đi chơi nắng đỏ hết. Mời các bạn ăn khai ghi. Anh chơi. Anh Nam biết trái cherry này nổi tiếng ở đâu không? Vâng. Em không biết. Việt Nam. Em mới hỏi anh mà. Em biết em hỏi anh làm gì.
Không, trái này, cái này nó ngọt chứ, chứ quê em ăn chua lọ mà. Đâu, sao cái này chỉ duy ngọt mà ba. Chỉ đua là nó có ba khía thôi. Vậy hả? Cái máy tôm bưng bên nhịn đi. Người em bưởng mình ngồi mình bê không hả mình nhắn. Ủa, sao riêng ngọt là khác nữa hả? Nó có giống đó nữa hả ba? Có. Really? Tin đi, tin đi, tin đi. Không, hồi xưa anh có bán mà.